Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên của tỉnh đoàn Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Game show Gia đình màu xanh, tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Ra mắt ứng dụng Máu Sống trên di động. Hội nghị thảo luận góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh đưa nước sạch ra xã đảo Tam Hải do phóng viên chuyên mục thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó là phát biểu kết luận của Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tại hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vừa qua. Hội nghị có sự tham gia của cán bộ đoàn chủ chốt cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện, đội ngũ báo cáo viên các cấp của đoàn tại điểm cầu trung ương tại Hà Nội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Điểm cầu tỉnh Quảng Nam được tổ chức tại phòng họp trực tuyến Viễn thông Quảng Nam. Tại hội nghị trực tuyến, đại biểu các điểm cầu được nghe các chuyên gia giảng về 4 chuyên đề: chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức game show Gia đình màu xanh và biểu dương gia đình cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2020. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng gia đình trẻ, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tham gia chương trình, ba gia đình cán bộ đoàn ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã đã cùng nhau tham gia các trò chơi, thể hiện sự thấu hiểu trong cả suy nghĩ và hành động, nhưng cũng rất vui tươi, đem lại nhiều tràng cười cho khán giả. Bên cạnh đó, các gia đình đã giao lưu chia sẻ những kỷ niệm buồn vui, kinh nghiệm để xây dựng vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhiều câu chuyện gần gũi được chia sẻ về những vấn đề thường gặp trong cuộc sống hôn nhân, tâm sự chân thật gần gũi về sự thấu hiểu chia sẻ của những người chồng, người vợ có bạn đời làm cán bộ đoàn, thường xuyên đi sớm về khuya và ít khi có ngày nghỉ cuối tuần, đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các đại biểu tham dự chương trình. Dịp này, tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đã biểu dương 30 gia đình cán bộ đoàn tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc thanh thiếu niên sử dụng ma túy tại các quán bar, karaoke, khách sạn bị công an Quảng Nam cũng như công an các địa phương triệt phá, gióng lên hồi chuông báo động, tình trạng sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa. Xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ vừa trọng tâm vừa cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, phát huy vai trò tuổi trẻ trong phòng chống ma túy. Tối ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức tọa đàm về công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2020. Buổi tọa đàm có sự tham gia của trên 400 đoàn viên thanh niên và công nhân tại khu công nghiệp. Tại đây, các bạn đoàn viên thanh niên đã được tìm hiểu các thông tin cùng tác hại của một số loại ma túy mới, trang bị các kỹ năng ứng phó với các tình huống khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy, khi có tâm lý tiêu cực, khi bị các đối tượng lừa hoặc uy hiếp. Cai nghiện bằng phương pháp methadone do cán bộ có chuyên môn đến từ Sở Y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Lắng nghe những tâm sự của những người đã cai nghiện thành công, trở về với cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, trong chương trình còn có nhiều nội dung như tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa, chiếu phóng sự về công tác phòng chống ma túy, tọa đàm về các giải pháp phòng chống ma túy, tuyên dương khen thưởng, câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, động viên tặng quà thanh niên hoàn lương, thanh niên đã cai nghiện thành công trở về địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực phòng chống ma túy, phổ biến kiến thức về ma túy, các phương pháp hỗ trợ giảm hại, điều trị cho người nghiện, cho đoàn viên thanh niên tại các điểm nóng về ma túy trên địa bàn tỉnh. 225 đơn vị máu là kết quả thu được từ Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức vào sáng ngày 24 tháng 6. Dù chương trình chính thức bắt đầu từ 7:30, nhưng ngay từ rất sớm, nhiều đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức đã có mặt từ trước để tranh thủ hiến máu, sau đó về cơ quan tiếp tục làm việc. Lần đầu tiên hiến máu tình nguyện từ năm 2010, lúc còn là sinh viên, chị Trần Thị Khánh Vi, đoàn viên chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ. Mỗi khi mà được nhà trường hay bây giờ đi làm thì các cơ quan tổ chức phát động
thì tôi luôn sẵn sàng và tình nguyện tham gia hiến máu. Mỗi lần tham gia hiến máu thì cảm giác trong tôi rất là ý nghĩa, vì luôn nghĩ là một giọt máu cho đi thì sẽ cứu được một người nào đó, một tính mạng nào đó đang nguy kịch. Chỉ trong vòng một buổi sáng, ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 400 tình nguyện viên, đặc biệt là sự có mặt và đăng ký tham gia hiến máu của 100 tăng ni Phật tử và thanh thiếu niên gia đình Phật tử từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Vì việc hiến máu và nhân đạo đây là một việc hết sức ý nghĩa, là nhân văn, là một nguồn máu cho đi, một cuộc đời để lại. Với một tinh thần ý nghĩa đó thì Ban Cư sĩ Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi toàn thể tăng ni, cư sĩ Phật tử trên đồ bòn của tỉnh Quảng Nam tham gia tinh thần hiến máu này, thì nhằm giúp những người khó khăn, những người bị bệnh tật trong lúc thiếu máu, là những em bé sinh ra nó cần những giọt máu để cần có sức khỏe để tiếp tục cuộc sống, duy trì cuộc sống của mình. Năm nay, song song với hoạt động hiến máu tình nguyện, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ra mắt ứng dụng Máu sống trên di động để nâng cao hiệu quả việc hiến máu nhân đạo. Thì có thể nói là trong những năm qua, cái phong trào hiến máu tình nguyện được tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng và triển khai có hiệu quả, đạt hiệu quả cao, qua đó góp phần vào trong việc đảm bảo cái ngân hàng máu sống của toàn tỉnh. Tuy nhiên cái đôi lúc cái sự kết nối giữa người nhận và người cho còn gặp những cái khó khăn chưa kịp thời. Để giải quyết cái bài toán đó thì vừa rồi tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã nâng cấp và ra mắt cái ứng dụng ngân hàng máu sống. Thì ngân hàng máu sống này nó có tiện ích là trên các cái thiết bị thông minh của các bạn trẻ có thể, của mọi người có thể tự cập nhật thông tin và đăng ký tham gia vào ngân hàng máu sống này. Ứng dụng Hiến máu Quảng Nam là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, được lập trình riêng cho điện thoại di động và vận hành song hành với hệ thống ngân hàng máu sống trên website. Người dùng tải trực tiếp từ kho Google Play với từ khóa Hiến máu Quảng Nam. Theo tỉnh đoàn, ứng dụng Hiến máu Quảng Nam sẽ là trung tâm điều phối ngân hàng máu sống dựa trên sự tương tác đa chiều, bệnh viện, người hiến máu, người tham gia ngân hàng và người cần máu. Ba đối tượng này thông qua giao diện của ứng dụng để tương tác trực tiếp với nhau. Thông qua ứng dụng, người hiến máu có điều kiện phù hợp có thể cập nhật thông tin trên ứng dụng về thời gian, nhóm máu, sức khỏe để khi có nhu cầu, người cần máu hoặc bệnh viện không mất thời gian tìm kiếm, có thể điều phối trực tiếp, rút ngắn thời gian cung cấp máu tới bệnh nhân. Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị thảo luận góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của gần 40 đại biểu là bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Tham gia hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến về các lĩnh vực quan trọng đã làm nhưng chưa được phản ánh hoặc nhận định chưa khái quát, chưa rõ trong dự thảo báo cáo chính trị bổ sung các nhận định, đánh giá tổng quát và các bài học kinh nghiệm đã nêu. Các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững, xây dựng Đảng. Hội nghị lần này nhập tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia thảo luận góp ý các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng toàn dân, giúp cấp ủy nắm được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để bổ sung phát triển chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa khô, nước sạch ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trở nên khan hiếm trầm trọng do nước giếng bị nhiễm mặn. Vì vậy, người dân ở đây rất vui khi được nhận nguồn nước sạch miễn phí từ đất liền. Sáng ngày 23 tháng 6, huyện đoàn Núi Thành đã tổ chức chương trình đưa nước sạch ra đảo tại thôn Long Thành Tây thuộc xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành. Thôn Long Thành Tây, xã đảo Tam Hải được bao bọc bốn bề là biển và sông. Nguồn nước ngọt của bà con nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào nước mưa và nước giếng. Vào mùa này, mưa gần như không có, trong khi nước giếng thì bị nhiễm mặn, nên nơi đây thiếu nước ngọt trầm trọng. Lúc này, hộ nào cũng lao đao vì nước sinh hoạt, do hầu hết các giếng nước tại đây bị nhiễm mặn nghiêm trọng, trong khi mùa khô hạn đang kéo dài. Người dân ở đây rất khó khăn là cái giếng này, bốn cái giếng mà thực tế nó là cái là còn, chỉ được có một cái giếng là dân tộc Trung dùng là không đủ nước, cái là dân tộc Trung là chủ yếu là người lái tét văn ngà, có nhiều người là phải cát đêm hầu một hơi giờ vẫn còn thức để chát nước để cho là sử dụng, còn thiếu có bà con phải là trả xuống nơi đất liền tạm thời để chữa gì. Theo huyện đoàn Núi Thành, chương trình đưa nước sạch ra đảo sẽ diễn ra vào những lúc cao điểm nắng hạn nhằm giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho bà con xã đảo. Nước từ đất liền được vận chuyển bằng phà hoặc ghe ra đảo
rồi phân phát cho bà con. Ban thường vụ huyện đoàn cũng đã phối hợp với đoàn cơ sở công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam, đồng thời kêu gọi các sự tài trợ từ bồn nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Sơn Hà Chu Lai để phối hợp và tham gia cái chương trình này. Thì thực hiện cái chương trình này chúng tôi tiến hành trong vòng một tuần và qua đó thì cung cấp cái nguồn nước sạch cho các cái hộ dân trên địa bàn của thôn Lâm Thành Tây với cái mong muốn là có thể giúp cho bà con có được cái nguồn nước sạch để dùng. Theo đó, nước sạch được lấy từ trạm cấp nước của công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam tại xã Tam Hiệp, sau đó sẽ vận chuyển thẳng ra đảo trong ngày để mọi người mang về nhà sử dụng. Việc đưa nước sạch đến cho người dân, đặc biệt là người dân ở cái vùng xa xôi hẻo lánh, vùng hải đảo, biển đảo luôn là một trong những cái hoạt động mà một cái mục tiêu mà quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam. Vì vậy thì đoàn thanh niên của công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam luôn được sự quan tâm, ủng hộ của tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty, và đây cũng là một trong những cái hoạt động tôi thấy là rất là ý nghĩa và mang tính nhân văn cao. Và tuy đây chỉ là một cái hoạt động mang tính tạm thời, nhưng mà trong thời gian sắp đến thì đoàn cơ sở công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam cũng sẽ phối hợp với lại huyện đoàn để mà cùng với các đơn vị đồng hành để có thể làm thế nào đó để mà có thể là cung cấp được cho nguồn nước sạch cho người dân về lâu dài. Thì so với thời gian trước đến hôm nay thì được nhận số nước để về sinh hoạt, nước sạch của các cấp đoàn hỗ trợ thì dân ở đây rất là phấn khởi và trong sinh hoạt có thoải mái hơn. Trong những ngày là phải thức đêm đi lồn về còn phải thức đêm rồi chét từng giọt nước về lọc lại nữa. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, chương trình đưa nước sạch ra đảo đã phát huy rất tốt, cho thấy sự đúng lúc, kịp thời và thiết thực đối với người dân xã đảo trong mùa khô hạn. Đến nay đã có 56.000 lít nước được vận chuyển và cung cấp tận tay người dân trên địa bàn xã đảo Tam Hải thông qua hoạt động này. Việc này sẽ được duy trì liên tục trong thời gian tới nhằm góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vào lúc cao điểm nắng hạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình thanh niên hôm nay của tỉnh đoàn Quảng Nam đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.